Xin chào anh em nha. Hôm nay mình về được mấy bộ cam đĩa của Phu Chợ Mập, Phu Chợ Lét 125 nha anh em. Cái này là hàng tháo xe mới nha anh em. Tại hết người ta lên bánh mâm kiển hoặc là mâm zin á, người ta tháo dư ra người ta bán cho mình nên mới có giá rẻ vậy nha anh em. Thì hàng mình bao cho anh em là đúng zin 100% nha anh em. Bảo đảm zin 100%, hàng tháo xe mới chưa qua sử dụng nha. Đó, thì hàng này là tại hết. Thì anh em để ý đi, mấy cái xe mà Honda Phu Chợ đồ đó, nó thường thường nó có cái mâm mà màu đỏ, màu xanh, màu vàng này kia đó. Đó là từ trong hết người ta độ lên mấy mâm đó rồi người ta thay mấy tháo ra mấy bộ cầm rẻ này ra người ta bán cho mình nên có giá rẻ nha anh em. Nếu mà anh em mua đồ mới á là nó tầm khoảng 2 triệu mấy, cả 2,7 triệu, 2,8 triệu. Đó, nó rất là cao nha anh em chứ không có rẻ như anh em tưởng luôn nha. Còn mình bán đồ này là đồ tháo xe mới thì nó cũng y như mới nhưng mà rẻ, giá là chưa được phân nửa nữa nha anh em. Rất là rẻ luôn. Anh em mua mấy bộ này về xài là như mới luôn nha anh em, không lỗi lầm gì hết nha. Rồi bây giờ để mình quay chi tiết rồi mình sẽ báo giá nha cho anh em sau nha nè. Đây, hàng tháo xe mới nha anh em, không lỗi lầm gì hết, xe là chưa lăn bánh luôn nha anh em. Tại hết luôn. Là người ta xe về rồi là người ta sẽ tháo ra luôn. Đó, người ta tháo, người ta vô mâm luôn. Ta độ sẵn chiếc xe lên vậy, người ta để trong cửa hàng ta luôn. Anh em nào thích cái kiểu nào đó thì anh em lựa mua thôi. Đây, 1.4 nha anh em. Roxy 1.4. Thì như mới chưa lăn bánh luôn nha anh em. Nói chung là đẹp cực kỳ. Không lỗi lầm gì nha. Cầm đùm liền, đĩa. Cái này là đĩa bằng 4 lỗ nha anh em. Anh em dởm trong là sẽ có dấu tháo keo nha. Đó. Tại vì nhiều anh em hỏi sao mà giá rẻ quá, nhầm anh em sợ là hàng lô nha. Thực chất là hàng lô trên thị trường là không có cái loại đĩa bằng này nha anh em. Rất là ít. Đắt 2024. Dưới cái hàng lô là nó không có để ngày sản xuất đồ nha anh em. Đó, anh em để ý nè. Đó, hàng zin là sẽ có để ngày sản xuất nè. Đó, năm đồ nó. Còn hàng lô là không bao giờ có đâu nha anh em. Y như mới. Bạc đạn ống chỉ đầy đủ luôn nha anh em. Niềm thì khỏi bàn, y như mới. Không lỗi lầm gì hết. Ống trước nè. Đĩa bằng 4 lỗ, bạc đạn zin, ống chỉ zin theo xe luôn nha anh em. Quá đẹp. Quá rẻ luôn. Để mình quay cái sau mình sẽ báo giá nha. Đây, chưa lăn bánh luôn nha anh em. Đẹp cực kỳ. Căm nè. Nói chung là y như mới nha anh em. Thì nói chung là mình nói y như mới thì anh em cứ tin đi. Bảo đảm 100% uy tín nha anh em. Tại vì cái dòng này là mình bán hồi đó giờ rất là nhiều nha anh em. Không đủ bán luôn. Tại vì lâu lâu hết nó mới lên được, nó mới tháo ra được 3-4 cặp, 4-5 cặp là mình lấy liền nha anh em. Không để nhiều. Tại vì không có số lượng mà bán. Đó, mới toàn luôn nha anh em. Đá 2024 nha anh em. Mazda nè. VAB nè. KBH nè. Cái mẫu này là cái mẫu KBH này là sắp sửa sẽ bỏ mẫu nha anh em. Cái nó sẽ ra cái mẫu mới nữa nè. Tại vì bữa hổm mình có gặp mấy cái mẫu mới để mà mốt nó có mới về mấy mẫu mới mình quay cho anh em coi. Cái đùm nè, cái đùm sẽ có mẫu mới 2024 là có mẫu mới nha anh em. Năm 2024 là sẽ có mẫu mới. Nó cuối tháng sau là nó sẽ về mẫu mới nha anh em. Roxy 1.6 y như mới nha anh em. Mẫu mới là không phải là cái đùm mới nhưng mà nó là cái nhà sản xuất mới nha anh em. Nó đổi qua nhà sản xuất mới chứ không phải là cái mẫu khác, mẫu cũng y vậy. Nhưng mà cái nhà sản xuất nó sẽ để cái tên nhà sản xuất ở trong cái lồng luôn nha anh em. Cũng như là NK hoặc là COS nhưng mà đổi nhà sản xuất là của thằng COS nha anh em. Chuẩn bị đổi. Quá đẹp luôn. Rồi cặp bánh căm đĩa bằng này mình bán cho anh em có giá là 1,350 triệu bao ship nha anh em. 1,350 triệu thì về được 4 cặp nha anh em. 4 cặp nha. Cái nào cũng đẹp hết nè. Y như mới, không lỗi lầm gì hết.
bao cho anh em là không cong không quẩn không lủng lưng gì hết nha, không cong không quẩn không lủng lưng, cặp nào cũng đẹp hết nha anh em, quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào có mua hàng thì cứ alo trực tiếp cho mình, số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha anh em. Thì anh em nào đã từng mua hàng bên mình rồi á thì mình vẫn ship code cho anh em toàn quốc nha. Còn anh em nào chưa mua hàng thì cọc giùm mình 100.000 nha anh em. Tại vì hàng này hàng nặng, với một phần mình đã bao ship rồi nha anh em. Hàng nặng thì mình bao ship, thì nên nó tiền ship nó rất là cao, nên cọc giùm mình 100.000 nha. Cái phần cọc đó là mình bảo đảm cho anh em là uy tín, không bao giờ mất cọc nha anh em, bảo đảm 100%. Rồi, cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.